đám cưới trong phim không cần thiết diễn ra khi có thể được xử lý qua nhiều cách hậu kỳ khác nhau. Thế nhưng ở một số bộ phim, ngày đại hỷ lại được ekip phim vô cùng chú trọng và đầu tư. Ở đại cảnh này, khán giả có thể nhận thấy đây giống như một đám cưới thật ở ngoài đời khi không chỉ có cô dâu, chú rể mà còn có sự hiện diện chúc phúc của nhiều quan khách tại địa điểm sang trọng. Dù chỉ là cảnh quay trong phim, thế nhưng ekip Hương Vị Tình Thân, Cây Táo Nở Hoa đặt nhiều tâm huyết khi tổ chức đám cưới. Một, Hương Vị Tình Thân. Ngày vui của cặp đôi Nam Long trong Hương Vị Tình Thân được xem là đám cưới quốc dân khiến khán giả khắp nơi háo hức ngóng chờ. Dù được quay trong thời điểm dịch khó khăn nhưng bộ phim vẫn mang đến một cảnh quay đại hỷ cực kỳ mãn nhãn. Không khác gì đời thực, đám cưới của Nam Long được tổ chức ở không gian ngoài trời với khung cảnh đẹp nên thơ. Cô dâu, chú rể diện đồ lộng lẫy và chỉnh chu tiến vào lễ đường với sự chúc phúc của đông đảo quan viên hai họ cùng bạn bè. Những chi tiết như cỗ bàn, cổng hoa cũng được ekip phim đầu tư vô cùng tỉ mỉ. Đáng chú ý, những khách mời có mặt tại đây cũng được ăn diện, trải chuốt không kém gì nhân vật chính. Vì thế khi xem qua cảnh quay này, rất nhiều khán giả đều phải trầm trồ suýt xoa khi nó mang lại cảm giác giống như một đám cưới thật. Được biết, cả đoàn phim với lượng lớn nhân viên đã phải làm việc cật lực trong một ngày để hoàn thành đại cảnh này. Hai, Tình Yêu Và Tham Vọng. Tình Yêu Và Tham Vọng sở hữu một cảnh quay đám cưới cực xịn sò ở ngay phần kết phim. Ba cặp đôi trong phim gồm Minh Linh, Sơn Ca Thi, Phương Đông đã có cái kết đẹp với một đám cưới tập thể. Ngày vui của ba đôi trẻ này được diễn ra trong khuôn viên ngoài trời của một khách sạn 5 sao sang trọng. Có thể thấy mọi chi tiết ở đây đều được đầu tư khá cầu kỳ, từ lễ đường, cổng hoa, bàn cưới, ghế ngồi cho đến tạo hình của những khách mời dự đám cưới. Dù thời lượng lên hình của cảnh quay này không quá nhiều, thế nhưng khán giả vẫn có thể cảm nhận được không khí lãng mạn, hạnh phúc của một đám cưới ngoài đời. Đây được xem là một trong những cảnh kết ấn tượng và lãng mạn nhất trong phim truyền hình Việt. 3. Cây Táo Nở Hoa. Trong Cây Táo Nở Hoa, Phong và Châu cũng có cảnh quay đám cưới cực đáng nhớ. Sau những ồn ào về chuyện tình cảm của Châu và người yêu cũ, Phong muốn ngày vui của mình sớm được diễn ra để dẹp bỏ những lời bàn tán của dư luận về bạn gái của mình. Châu ban đầu chưa đồng ý khi chuyện này diễn ra quá đột ngột, thế nhưng cuối cùng cô đã gật đầu. Họ chọn tổ chức đại hỷ tại một nhà hàng tiệc cưới sang trọng với đầy đủ mâm cỗ hoành tráng. Trong sự chúc phúc của bạn bè và những người thân quen, Phong và Châu chính thức nên duyên vợ chồng. Dù chỉ lên sóng với thời lượng rất ngắn, thế nhưng có thể thấy nhiều bộ phim truyền hình vẫn đầu tư không ít cho những cảnh quay ngày hỷ. Theo mình, thời điểm hiện tại với sự hút ghê gớm của Hương Vị Tình Thân thì cặp Long Nam được yêu thích nhất và đám cưới của họ cũng là ấn tượng nhất. Còn bạn, đám cưới nào là đẹp nhất, ấn tượng nhất? Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông Tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.